Mỹ ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa với phi vụ giải cứu gia đình tướng Phạm Xuân Ẩn về Việt Nam. Xin chào anh em của Mr. Xuôi. Một siêu điệp viên hoàn hảo núp dưới cái bóng của một công dân lương thiện làm công ăn lương cho tạp chí Mỹ, Phạm Xuân Ẩn đã lợi dụng lỗ hổng để khai thác và có được những tin tức tình báo chất lượng tới nỗi bác Hồ đọc xong cũng phải thốt lên rằng: "Bác đọc báo cáo mà cứ như đang ở ngay trung tâm New York vậy." Đây là minh chứng cho thấy cái tài của Phạm Xuân Ẩn được đánh giá cao tới mức nào. Ông núp lùm kỹ tới mức đến cả ta và địch cũng chẳng thể phân biệt nổi ông đang ngả về ai. Nhưng đến trước ngày giải phóng, dường như Mỹ đã đánh hơi được gì đó nên đưa vợ và 4 đứa con của ông đi di tản ra khỏi Việt Nam. Trong nước chỉ còn lại ông và người mẹ già. Dường như đây là một phép thử của Mỹ để xem có tóm được cái đuôi đang ẩn của ông Ẩn hay không. Và đó cũng là bắt đầu cho hành trình giải cứu gia đình của siêu điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Xin mời anh em cùng Mr. Xuôi đi tìm hiểu về phi vụ chấn động này. Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, tên thật là Trần Văn Trung, hay còn gọi là Hai Trung, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1927 tại Biên Hòa, Đồng Nai, trong một gia đình viên chức cao cấp. Ông được bác sĩ Phạm Ngọc Thạch tuyển vào chiến khu D, nhận nhiệm vụ hoạt động tại trung tâm đầu não quân sự của địch ở Sài Gòn để nắm được các ý đồ chiến lược về chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế của thực dân Pháp. Từ đó, Trần Văn Trung đổi tên thành Phạm Xuân Ẩn. Với cái mác công chức, lại là dân học trường Tây, có giấy khai sinh do Tây cấp và là con của một cựu trắc địa sư tên Tuổi đã giúp ích rất nhiều cho người chiến sĩ tình báo Phạm Xuân Ẩn trở thành nhân viên tham mưu tin cậy trong Bộ Chỉ huy Quân đội Liên Hiệp Pháp. Sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, ông trở thành cộng sự thân thiết của Phái bộ Quân sự Mỹ tại Sài Gòn. Ông được Cố vấn Quân sự Mỹ đề nghị tham gia soạn thảo các tài liệu về tham mưu, tổ chức, tác chiến, huấn luyện, hậu cần để xây dựng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt, Phạm Xuân Ẩn còn được giao hợp tác với Mỹ lựa chọn những sĩ quan trẻ có triển vọng để đưa sang Mỹ đào tạo. Trong số đó có Nguyễn Văn Thiệu, người sau này trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1959, sau khi tốt nghiệp báo chí tại Mỹ, ông trở về nước và gửi một lá thư cho bác sĩ Trần Kim Tuyến. Trần Kim Tuyến vẫn còn quan hệ rất thân với Ngô Đình Nhu, em trai Ngô Đình Diệm. Trong thư, Phạm Xuân Ẩn viết: "Tôi mới học xong lớp báo chí ở Mỹ và đã về nước, hiện đang cần một việc làm. Ông có thể bố trí cho tôi vào đâu được không?" Trần Kim Tuyến nhận thấy ngay giá trị của việc có một người tốt nghiệp ở Mỹ như Phạm Xuân Ẩn làm việc cho chính quyền Diệm. Ông liền bố trí cho Phạm Xuân Ẩn vào làm nhân viên trong văn phòng phủ tổng thống. Với vị trí này, Phạm Xuân Ẩn tiếp cận được các hồ sơ về quân đội, quốc hội và nói chung là các loại hồ sơ về tất cả các tổ chức ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trần Kim Tuyến lại nhận thấy một điều quan trọng hơn trong việc sử dụng kỹ năng báo chí của Phạm Xuân Ẩn, nên ông ta đã giới thiệu ông cho Nguyễn Thái, giá độc Việt Tấn Xã, một cơ quan báo chí chính thức của chế độ Ngô Đình Diệm. Việt Tấn Xã có nhiệm vụ lựa chọn ra những tin nào phù hợp về mặt chính trị để cho dịch sang tiếng Việt rồi xuất bản, coi đó như là quan điểm chính thức của chính quyền Ngô Đình Diệm. Dù vậy, Phạm Xuân Ẩn làm việc cho Việt Tấn Xã không lâu bởi vì ông được các tờ báo lớn và các hãng thông tấn nước ngoài mời chào vào làm việc ở vị trí cao hơn. Tất cả các cơ quan báo chí nước ngoài ở Sài Gòn đều đánh giá cao Phạm Xuân Ẩn bởi sự hiểu biết sâu sắc về chính trị Việt Nam và việc ông có quan hệ rộng với các quan chức Sài Gòn. Ông được mời làm phóng viên cho hãng thông tấn Reuters, Anh và các báo khác của Mỹ như tờ Time. Dưới vỏ bọc là phóng viên tuần báo Time của Mỹ và danh nghĩa là người của CIA, ông có được nhiều nguồn tin tức quan trọng từ quân đội, cảnh sát và cơ quan tình báo Mỹ. Những tin tức và phân tích tình báo chiến lược của ông được bí mật gửi cho Trung ương Cục Miền Nam thông qua mạng lưới H63, sau đó gửi ra Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở Hà Nội. Với nguồn tin thu thập ngày càng mở rộng, các bản báo cáo của ông sống động và tỉ mỉ đến mức khi nhận được, lãnh đạo ta đã nhận định: "Chúng ta đang ở trong phòng hành quân của Mỹ." Trong thời chiến tướng Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp, các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ, Ngụy, giúp cho quân ta
nắm được đường đi nước bước của địch một cách chi tiết để vạch ra kế hoạch tác chiến lâu dài. Nhưng dù hoạt động năng nổ ngay trong lòng địch như thế, nhưng ông Ẩn lại chưa từng lòi đuôi bao giờ. Chúng cũng ít khi nghi ngờ hay chĩa mũi nhọn về phía ông. Trong suy nghĩ của những kẻ chống cộng khi đó, một gã ăn chơi khét tiếng, tốt nghiệp trường Tây như Phạm Xuân Ẩn thì chắc chắn không thể nào là Việt Cộng. Đồng thời, Phạm Xuân Ẩn có thể phát huy tất cả những kỹ năng xã hội mà ông học được ở Mỹ để tiếp cận các tài liệu, các buổi thông báo tin tức, giúp ông hiểu được những mấu chốt để chống lại những chiến thuật mới của Mỹ ở Việt Nam. Qua đó có thể thấy, cái tài của ông cao siêu cỡ nào mà qua mặt được cả một đội ngũ tình báo luôn kề cận bên người để tuồn được thông tin về tổng bộ. Phải biết trong thời gian đó, nghề nhà báo nhìn thì hào nhoáng, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, luôn bị an ninh tuần tra canh me đủ điều. Vì sợ báo viết thật quá, lòi hết cả những thói hư tật xấu của quan chức ra, nên chúng phải kiểm tra kỹ. Nhưng ông Ẩn lại hoàn toàn có thể qua mặt được từng ấy cặp mắt để gửi tài liệu về cho quân mình. Đó mới là cái tài mà chẳng mấy ai làm được. Mỗi lần phải về căn cứ Cộng sản trình bày báo cáo và nhận nhiệm vụ mới, ông thường phải mất tích vài ngày để thực hiện những chuyến đi về Củ Chi. Phạm Xuân Ẩn để rìa mép và nuôi tóc dài hơn một chút nhằm che giấu khuôn mặt thật của mình. Mỗi khi thực hiện chuyến đi như vậy, Phạm Xuân Ẩn đều tạo ra một lý do cho sự vắng mặt của mình. Ông thường nói với các đồng nghiệp làm việc ở tạp chí Time rằng giáo sư sinh lý học đi nghỉ 3 ngày ở Huế để tìm kiếm các em xinh tươi, nhìn có vẻ nghệ sĩ và hippie. Vốn sẵn có cái mắt ăn chơi từ trước, giờ ông nói thế thì sẽ chẳng có ai nghi ngờ. Đến khi phong trào nổi dậy ở miền Nam Việt Nam đang ngày càng phát triển rầm rộ, Tổng thống Eisenhower đã ra lệnh xây dựng một kế hoạch toàn diện chống nổi dậy. Chẳng bao lâu sau, Mỹ cho ra đời sản phẩm, những chiến thuật và kỹ thuật hoạt động chống nổi dậy, CIP. Sản phẩm CIP được mang đến Sài Gòn đầu năm 1961. Ngay lập tức, một bản copy của tài liệu này được chuyển cho bác sĩ Trần Kim Tuyến. Ông Trần Kim Tuyến liền đưa cho Phạm Xuân Ẩn yêu cầu phân tích tài liệu đó để giúp ông ta có thể nắm được hết các ý tứ trong chiến lược mới. Tham mưu trưởng Lục Quân, tướng Trần Văn Đồn cũng trao cho Phạm Xuân Ẩn một bản tài liệu đúng như vậy. Đây là những tài liệu được xuất bản tháng 5 năm 1961, gồm 47 trang. Trong đó có cả những sơ đồ xác định mục tiêu nhằm tiêu diệt các lực lượng của Việt Cộng. Phạm Xuân Ẩn còn thường xuyên giữ liên lạc với các tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau khi họ kết thúc khóa huấn luyện đặc biệt về chiến lược chống nổi dậy được tổ chức tại Trung tâm Chiến tranh đặc biệt quân đội Mỹ ở Fort Bragg, Mỹ trở về. Nhiệm vụ của Phạm Xuân Ẩn là phân tích các chiến thuật mới để những nhà vạch kế hoạch quân sự Cộng sản đưa ra được những chiến thuật đối phó. Phạm Xuân Ẩn nói, tôi được phía Việt Nam Cộng Hòa tin cậy nên trao cho nhiều tài liệu, thậm chí cả ông Trần Kim Tuyến cũng vậy. Tôi đã đọc tất cả những tài liệu ấy, trao đổi với các cố vấn quân sự Mỹ và những người bạn Việt Nam của tôi vừa từ khóa huấn luyện ở Mỹ trở về. Sau đó, tôi viết báo cáo tình báo gửi đi. Thế là mọi thông tin trong ổ địch đã về hết tay ta. Tài liệu dự báo tình báo đặc biệt của CIA ngày 17 tháng 4 năm 1963 đã đưa ra kết luận rằng một nhân tố quan trọng dẫn đến thắng lợi của Việt Cộng là hệ thống tình báo hiệu quả của họ, chứng tỏ rằng Việt Cộng đã có khả năng duy trì được sự bao quát tình báo đối với mọi cấp cả quân sự lẫn dân sự của chế độ miền Nam Việt Nam. Ông Mười Nhỏ, một chỉ huy của Phạm Xuân Ẩn thời gian đó, nhớ lại. Năm 1962, ông Hai Trung, bí danh của Phạm Xuân Ẩn, đã gửi cho chúng tôi 24 cuộn phim về toàn bộ các kế hoạch liên quan đến chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Có đến cả 1 tỷ đô la, chúng tôi cũng không thể mua được những tài liệu như vậy. Sự hiểu biết về kẻ thù mà những tài liệu này cung cấp đã giúp chúng tôi chuẩn bị các kế hoạch đối phó với chiến lược của kẻ thù. Sau chiến dịch giải phóng tỉnh Phước Long vào tháng 1 năm 1975, Phạm Xuân Ẩn được Tổng hành dinh yêu cầu trả lời câu hỏi Mỹ có đem quân trở lại không? Khi chúng ta tổng công kích kết liễu số phận của Việt Nam Cộng Hòa? Câu trả lời của ông Ẩn là chiến tranh Việt Nam đối với người Mỹ đã chấm dứt và các thông tin phân tích tình báo cho thấy Mỹ sẽ không đem quân trở lại Việt Nam tham chiến, kể cả cho máy bay B-52 ném bom hủy diệt. Đây là thông tin vô cùng quý giá. Rất nhiều lưới tình báo khác cũng cung cấp các thông tin khác nhau, trong đó có cả thông tin về khả năng can thiệp có mức độ của Mỹ nếu chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Sự thận trọng của Tổng hành dinh trong chiến dịch giải phóng miền Nam vẫn là cần thiết.
Vì thế sau đó, chúng ta đã chuẩn bị để đánh tiếp một đòn thăm dò nữa vào Ban Mê Thuật tháng 3 năm 1975 để xem thái độ của người Mỹ. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Đại tướng Văn Tiến Dũng, tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có gặp và nghe ông Ẩn báo cáo tình hình của địch sau giải phóng Phước Long, Đại tướng Văn Tiến Dũng có nói: "Nếu được gặp ông Ẩn sớm hơn như thế này, thì chúng ta đã giải phóng miền Nam nhanh hơn bởi thông tin phân tích chính xác tuyệt vời của ông Ẩn." Trao đổi với giáo sư Larry Berman, người viết cuốn sách X6, Điệp viên hoàn hảo, ông Ẩn đã nói rất thật: "Tôi đã có báo cáo rất chi tiết về tình hình sau giải phóng Phước Long cho Tổng hành dinh và trả lời câu hỏi của họ là Mỹ sẽ không đưa quân vào can thiệp nữa, cơ hội cho chúng ta kết thúc chiến tranh, giải phóng miền Nam. Nhưng ở ngoài chỉ huy, họ vẫn chưa thật tin vào thông tin và nhận xét ấy của tôi. Bởi vậy mới có thêm một đòn thăm dò nữa vào Ban Mê Thuật. Nhìn lại, bản thân tôi cũng không tin Việt Nam Cộng Hòa vỡ trận nhanh như vậy sau 55 ngày so với tương quan lực lượng. Rõ ràng, khi Mỹ đã thôi không trợ giúp, thì việc Việt Nam Cộng Hòa thua trận là điều tất yếu." Nhưng cuộc đời Phạm Xuân Ân có một chi tiết mà không phải ai cũng biết được. Ngay từ đầu tháng 3 năm 1975, trong một bức thư gửi về Tổng hành dinh, ông Ẩn cũng trình bày mong ước cá nhân của mình là khi chiến tranh kết thúc, ông Ẩn xin được nghỉ vì đất nước đã có hòa bình như mong ước của mọi người dân. Đã gần 20 năm phục vụ cách mạng trong ngành tình báo, giờ thì ông cũng cảm thấy mệt mỏi và nếu tiếp tục phải hoạt động tiếp, rất sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Khi chúng ta giải phóng Ban Mê Thuật, tình báo Mỹ cũng đã có dự báo mọi chuyện sẽ nhanh chóng sụp đổ với Việt Nam Cộng Hòa. Tạp chí Time, nơi ông Ẩn làm việc, đã lên kế hoạch đóng gói mọi tài liệu và chuẩn bị di tản nhân viên của mình ngay từ khi ấy. Ông Ẩn lại càng sốt ruột vì cấp trên chưa trả lời nguyện vọng của ông, tức là mặc nhiên, ông vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Trước tình hình ấy, ông Ẩn lại phóng tiếp một lá thư thứ hai, xin cấp trên có chỉ đạo cụ thể trước yêu cầu của mình. Ông Bà Minh, cụm trưởng H63 khi đó thay ông Tư Cang, đã có thư gửi cấp trên trình bày quan điểm ủng hộ ông Ẩn được ở lại, không tiếp tục công việc tình báo sảng Mỹ, vì ông ấy đã lập công rất lớn cho cuộc kháng chiến này rồi và nên giải quyết theo nguyện vọng của ông. Ông Bà Minh đã nói, chuyện của anh Ngân ở lại hay đi tiếp là việc rất lớn, phải do Tổng hành dinh quyết định, phòng tình báo miền B2 đâu thể tự quyết định. Rõ ràng là ở Trung ương đang cân nhắc nên chưa có trả lời, nhưng tình hình thì quá bức bách. Ông Ẩn là một quân nhân, phải chuẩn bị ngay phương án cấp trên muốn ông tiếp tục công việc của mình trên đất Mỹ. Những ngày tháng ấy với ông Ẩn là nỗi lo âu không thể tả nổi. Thân phận của ông chưa bị lộ, vỏ bọc của ông còn quá tốt đến lúc này và cấp trên luôn tin tưởng ông sẽ có những đóng góp rất quan trọng từ đất Mỹ thời hậu chiến tranh. Ông Ẩn khi đấy chỉ nhận được thông tin là phải chờ lệnh của cấp trên. Ông Ẩn thừa hiểu ông sẽ khó khăn như thế nào nếu tiếp tục công việc trên đất Mỹ đơn tuyến. Những nguồn tin của ông trước đây thì giờ cũng chả giúp ích được gì cho ông ở đó và quan trọng nhất là không còn có sự trợ giúp của cả một cụm tình báo với những người đồng đội dũng cảm của ông. Họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng cho ông. Sống trong tâm trạng lo âu như thế, rất nhiều khả năng là ông phải tiếp tục lên đường nên ông đã bàn với người em ruột của mình là phải ở lại chăm sóc mẹ giúp ông. Ông có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Nhưng quyết định ông Ẩn sẽ được ở lại chỉ đến với ông sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tức là ông Ẩn vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho việc mình phải tiếp tục ra đi trước ngày giải phóng. Hầu hết các phóng viên có cộng tác với các tờ báo Mỹ cũng đã tìm cách để di tản một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, Phạm Xuân Ẩn chỉ đưa vợ con đi trước, còn ông chọn con đường ở lại. Khi được đồng nghiệp hỏi sao chưa đi, thì Phạm Xuân Ẩn chỉ nói là ông còn mẹ già đang bệnh. Ngày 22 tháng 4 năm 1975, tòa báo Time đã đưa vợ và 4 đứa con của ông Ẩn di tản ra khỏi Việt Nam. Sau này kể lại cho Larry Berman, Phạm Xuân Ẩn cho rằng thời điểm đó ông rất lo lắng và căng thẳng vì Sài Gòn đang cực kỳ hỗn loạn. Từng đám quân lính Việt Nam Cộng Hòa hoảng loạn, trút bỏ quân phục, những cuộc thanh toán nhau đã xảy ra. Với mọi người xung quanh thì Phạm Xuân Ẩn là một người đã từng cộng tác với Mỹ nhiều năm. Nếu bị chính quyền mới bắt giữ thì ông khó lòng minh oan bởi cấp trên của ông thời điểm đó không liên lạc được. Ông Ẩn khẳng định với Larry Berman rằng nếu cấp trên đồng ý cho ông ở lại thì ông đã không để Tam đưa vợ con ông đi như thế, bởi sau đó là một cuộc chiến cần não với ông
để đưa vợ con trở về. Trước tình hình căng thẳng đó, ngày 29 tháng 4 năm 1975, Phạm Xuân Ẩn đưa mẹ tới trú tạm tại khách sạn Continental, quận 1, nơi có đông Pháp Kiều tị nạn và bệnh viện Gros. Trong những ngày hỗn loạn đó, khách sạn Continental có lẽ là một trong những nơi an toàn nhất ở Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông và mẹ mình vẫn ở trong khách sạn Continental mấy ngày rồi mới về nhà. Hàng ngày, ông vẫn lên văn phòng Time ở đây. Cách mạng đã cho người đến canh văn phòng ông ở tòa soạn và kiểm duyệt mọi bài vở của ông trước khi ông gửi về trụ sở chính của báo. Suốt một tuần ở đó, Phạm Xuân Ẩn chỉ đi lại giữa khách sạn và tòa soạn báo Time, nơi ông tiếp tục vai trò một phóng viên quốc tế. Và khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, Phạm Xuân Ẩn vẫn đang giữ vị trí phụ trách văn phòng Time tại Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn đã gửi telex tới tòa soạn Time tại New York. Tất cả phóng viên Mỹ đã di tản vì tình trạng khẩn cấp. Văn phòng tạp chí Time hiện nay do Phạm Xuân Ẩn điều hành. Giờ thì ông lại lo sợ, ông có thể bị giết bất cứ lúc nào vì làm việc cho Mỹ. Thân phận của ông sẽ do họ định đoạt vì họ đâu có biết ông là tình báo của phía đảng mình. Thậm chí, ông còn nói đùa với Larry Berman là tôi lo sợ ngay cả con chó của tôi cũng có thể bị họ thịt và nướng vàng khe trên ngọn lửa. Dù vui mừng với chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn vẫn chưa được phép lộ diện. Thậm chí, ông còn bị cả quân ta và Mỹ theo dõi và thẩm vấn. Cơ quan tình báo ta xác định Phạm Xuân Ẩn là nhà báo Mỹ có uy tín. Tại sao lại không di tản theo Mỹ? Ông ta ở lại đây nhằm mục đích gì? Hay Phạm Xuân Ẩn là người của ta? Những ngày sau đó, Phạm Xuân Ẩn đã chấp hành nghiêm túc quy định của chính quyền mới về việc trình diện, khai báo về nhân thân trước khi có đại diện lực lượng an ninh phía cách mạng tới tiếp xúc với ông. Tuy nhiên, cũng chỉ có một số ít người trong chính quyền mới biết Phạm Xuân Ẩn là tình báo nằm vùng. Nhiều người chỉ nghĩ ông vẫn đang làm công việc của một nhà báo quốc tế bám trụ ở Việt Nam sau chiến tranh. Tạp chí Time đã đối xử rất tốt với vợ con ông. Họ đưa sang Guam, ở đó một tuần mà không thấy ông Ẩn sang. Họ làm bảo lãnh để bà Thu Nhạn và bốn đứa con đến định cư ở bang California. Tụi nhỏ được đi học và bà Nhạn được nhận tiền trợ cấp để sinh sống nuôi con. Lúc đầu gia đình ở tạm trong căn hộ của Beverly Deep trong 3 tháng cho đến khi bà Thu Nhàn thuê được nhà. Tạp chí Time đài thọ mọi chi phí liên quan đến việc di chuyển chỗ ở. Ngoài ra, mỗi tháng còn trả $700 tiền lương cho bà Thu Nhàn. Các cháu tuổi 12, 11, 10 và 8 tuổi đều được bố trí vào học tại trường tiểu học Patrick Henry. Bà Nhàn luôn lo sợ ông Phạm Xuân Ẩn có thể bị các lực lượng quân giải phóng giết vì cho là có cộng tác với CIA. Còn có điều đáng sợ nữa là sau khi chiến tranh đã kết thúc, các hoạt động tình báo bí mật của chồng bà được công khai, trong khi bà và các con đang sống ở bên Mỹ. Sự an toàn của mẹ con bà có thể bị quấy rầy bởi cộng đồng những người di tản chống cộng đến tận xương tủy. Bà cũng không biết Hà Nội có ra lệnh cho ông Phạm Xuân Ẩn tiếp tục nghề tình báo ở Mỹ hay không. Về phía ông Phạm Xuân Ẩn, ông kể lại với Larry rằng ông sợ cái sẽ xảy ra những trường hợp khoảng 2 giờ sáng. Người ta đến gõ cửa nhà tôi rồi bắt tôi đi thủ tiêu. Không ai còn được nghe gì về tôi nữa. Cảm giác lo sợ này giống hệt như ngày tôi từ Mỹ trở về Sài Gòn năm 1959. Đây là thời điểm rất nguy hiểm đối với tôi bởi vì người ta chỉ biết tôi là một phóng viên Sài Gòn làm việc cho Mỹ. Phải tới đầu tháng 5, Đại tướng Thắng Trận Võ Nguyên Giáp đã bay từ Hà Nội vào Sài Gòn đến Dinh Độc Lập để dự một cuộc họp với tướng Trần Văn Trà, chỉ huy các lực lượng vũ trang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Tướng Trần Văn Trà vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó nhiều năm, cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp lẫn tướng Trần Văn Trà đều nhận thông tin từ những báo cáo tình báo của Phạm Xuân Ẩn. Thế mà giờ đây, vài tuần sau giải phóng, Trùm Điệp Viên, người đã đóng góp rất nhiều vào chiến thắng của Hà Nội ở cách Dinh Độc Lập chỉ vài tòa nhà, đang phải lo lắng cho sự an toàn của chính mình dưới chế độ mới. Tháng 1 năm 1976, ông Ẩn có tên trong danh sách được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký. Ông được tuyên dương với cái tên Trần Văn Trung, một cán bộ quần báo. Giờ thì đã đến lúc phải tìm cách đưa vợ con quay trở về. Vẫn trong vòng bí mật, ông Ẩn chỉ thông tin ngắn gọn cho vợ, trở về thôi. Thời điểm này, vào tháng 3 năm 1976, bà Thu Nhạn đã khéo thu xếp
để năm mẹ con xin đi du lịch châu Âu vào tháng 9 năm 1976 và họ đã bay tới Paris để tìm cách bay về Việt Nam. Bấy giờ, không có chuyến bay từ Pháp về Việt Nam, năm mẹ con bà Thu Nhạn bị kẹt tại Paris tới 3 tháng rồi mới bay được sang Moscow để đáp máy bay đi Hà Nội. Thời điểm này, người ta mới lờ mờ đặt nghi vấn là ông Ân có quan hệ với cách mạng nên vợ con đã chuồn khỏi Mỹ hay không? Và mọi tin đồn đã được hóa giải vào đầu năm 1977 thì người ta đã thấy ông khoác lên mình bộ quân phục quân đội nhân dân Việt Nam với cấp bậc đại tá và ngợi ca ông khi biết cái tên Trần Văn Trung được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tháng 1 năm 1976 lại chính là ông Phạm Xuân Ân, tức Hải Trung, tức điệp viên X6 của tình báo quân đội. Phạm Xuân Ân, một điệp viên chưa bao giờ bị bắt, người đã qua mặt tất cả những mật vụ giỏi nhất của chính quyền Sài Gòn và CIA, đã sống một cuộc đời phi thường ấy trong vòng 23 năm giữa lòng địch. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Cùng đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Mr. Sway. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em